Đây. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Hôm nay chào cả nhà. Vô chỗ rái cả nhà ơi. Vô chỗ rái chứ mà đứng coi kéo không à. Mai không có đặt lú hả? Đi coi đi phụ cái đấy. Hai chục con thôi. Đó, có chuyện làm rồi đó. Nước mà còn không xong. Mày biết sao đây? Còn hết nước rồi hả? Còn chảy ngon quá nè. Chữ dài. Cái này hôm nay nghỉ suốt đúng rồi. Phao. Cái phao đi hả? Đã kéo cục đó tới cục đó sợ. Cái đá sợ sợ cục đá. Nặng bà cố. Không thấy cua nào nằm mình nữa chưa nè, lâu rồi kéo không thấy cua nằm mình giữa kìa, giữa tôi bắt cua rồi chơi tôi. Ủa bỡ gà lỗi gà. Có nhạo. Chưa tới đục sao biết. Tôm thả bự ra. Tôm hùm cái gì. Là cái hùm bún. Mà nó hết hùm rồi. Nó hùm hết cua. Còn cua thì đợi còn đóng bữa nữa nha. Hết cua là về à. Ba người kéo mau hơn hai người. Mực. Mực thì luôn luôn nào cũng có, bị ít nhiều. Đó, có lâu thấy lẩu rồi nó chẻm. Cái gì quá lâu không thấy cũ nữa chứ cái chẻm gì kéo vậy được con rồi, tới đục rồi được con người cũ rồi nay đục lắm nhanh không thấy con cua nào hết trơn nè. Nhiều hôm chạy hết luôn rồi. Con mực. Nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại. Nè, dạo luôn. Dạo, 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 dạo. Dạo đi. Dạo. Vừa thôi, có cua nó sao? Nó khờ hết. Thank you.
con, cua con. Một con. Hai con, hai ba con. Ba con luôn rồi đó chứ. Quá trời cua luôn, hôm nay cua hơi bé. Cua này gạch lúc luôn nè. Cua bự. Quá. Wow. Cua này gạch tới gạch luôn. Tới gạch luôn rồi. Dây, tối. Con nằm. Dây. Dây tối con cộng thảm vậy, dây bự vậy. Ô. Tối vậy chứ người ta tối lại dây bự dữ lắm nè. Bỏ mực bắt mực của vô. Hay ngồi canh. Thôi mực cũng nằm trong một mũ. Đây vậy. Thôi còn cua này. Rồi bà nhóc không được. Cái gì? Thôi bồm lung mực. Để nó đi. Thôi còn cua này. Để cái vũ nó ra, vũ nó ra, hồi nó bò xuống khoang. Cua con này trốn luôn không? Ừ. Con rồi bỏ bọc về thả địa bơi dữ vậy con cua nó bự mực nhóc rồi con này tay đưa đi nó chui vô bọc này nó giết gì cho nào. Mập đứng bên đầu nghiêng bên đó. Đợi nó nhỏ con. Một miệng xong một mày. Kìa kìa đang có nè nè nè. Đâu rồi? Nè nè nè. Trời đâu mất tiêu rồi. Lọt luôn cái gì ơi. Ừ con có kẹo mới nằm đây nè sao lọt được. Lọt xuống rồi. Lọt ra rồi. Vũ có kẹo chụp chứ nè. Vậy là hai con hả? Cái gì trắng trắng đây? Cái này vậy cho ngủ luôn. Ngộ có hực chế chướng hay là có trái mắm với lá mắm. Hôm trái mắm nhóc. Chú có đồ cũng có hồ rồi nó dữ hoài. Nó có con gì bún. Này này. Cây đậu được đái luôn rồi. Cây, nguyên cây bự trắng à. Một cây. Sơn. Nó lũng chướng mà không có. Chạy qua đây à. Cua chuyện chạy qua đây không? Dạo đi. Dạo qua dạo lại. Ừ. Ba người kéo mang hai người. À. Rồi. Cái giỏ
ngủ đầu thôi. Ủa đây. Ở vô luôn. Đó, cây nó gì vô luôn. Chị vẫn ở. Đậu lại cái luôn. Đậu lại luôn. Cây. Cái bò kìa bạn. Hay nhiều. Ôi ôi con cua. Cua gì vậy ta ơi? Là con cua là con đốc nha. Cua gặp. Cua vậy mà không biết cua gì hả? Con cái. Hết sức. Cua ngán chữ. Cua gì vậy ta? Hai con phía ngoài. Đây con nè. Đây con vỏ dừa. Móc cái này. Trời ơi. Vỏ con cũng là khác đây. Rồi có cua rồi chơi. Có mực nó bò ra. Để bây giờ múc nước hải trâu tới đây luôn. Nào lấy này không? Không. Lấy một cốc nước. Sao ta không nổi. Không lại qua đây nè. Đây nhóm giò, nhóm giò. Nhóm giò. Tôi không vậy. Trời ơi, con cá bóng ở đâu đuối vậy? Nó mới xuống ạ. Để trong đáy. Ừ. Con cá. Kéo xó cá chạy ngược lên. Ngày tháng sau là con cá nhóc luôn rồi đó cả nhà. Để hôm nay sao lu dữ vậy đây. Có mực. Lấy cái ấy, lấy cái sao? Đứng mực. Nó hết bệnh hay gì rồi? Còn sót cua nữa không? Cua nhóc luôn, hôm nay đồ cũng còn nhiều nè. Bắt mực hái hay bắt mực bỏ xong hả? Quá tàn mực luôn. Ủa hôm nay mực nhóc luôn. Mực nhiều. Mấy cua giảm mực nhiều. Mấy cua là dễ gì được nghỉ. Con nào? Con cá này con gì? Con chơi chơi á. Con chơi. Con than gạch nè. Này gạch kia ngoài. Cua con, bọc. Ui. Này mực kiểu nè. Nó chạy chậu với mực coi. Mực. Cái con son này bò ra cong nữa. Cái đây nè. Ủa cả con bành bành không à. Cái son nào cao quá. Cái gì? Không, bỏ đậy. Kèo quá rồi. Bỏ đây nè. Đè lên nó kèo. Bình luôn rồi, bình nó được vậy. Ở đây nó bò ra không à? Khiêu khiêu nó. Kèo quá đâu vậy? Trong xương. Một nhóc dưới này luôn. Cá kèo bự luôn, cá kèo biết nói chuyện luôn rồi. Quá trời cá kèo rồi. Mực này bao la mực luôn. Rồi đứt râu luôn. Dữ rồi đi dính mấy mực tích vô. Hôm nay có mực nhỏ lên nữa nè. Một chút nhỏ thôi. Hôm nay lại mực nhiều nha. Thì hết nước không mực dữ nha. Kẹo luôn nhiều rồi. Lấy cái bọc đi. Lấy sau lưng á. Cái bọc xếp bỏ vô. Lửa bọc vô bự. Có mực nào đâu. Rồi ra hải kiểu vô hải. Rồi, ê, bóc thảy vô mới được, đổ cũng vô luôn nha, mực mà đổ. Nè nè. Người nè. Dịnh đi, người thảy vô. Rác không được. Đếm mới được như con. Ngồi phụ đếm đếm được. Đếm mới tới chịu. Bóc bóc vô. Cầm cái son luôn. Đứt gầu đứt gì hết rồi.
bỏ son vô luôn. Đổ không có được, đã nó bám dính vô son. Ủa cái bọc lửa này nha đây. Bỏ bọc trên chứ. Lại luôn. Lại luôn. Giữ chứ không trời. Lấy bò kìa, lấy luôn miếng bọc luôn. Còn cái bọc có lủng không? Lấy bò anh đó con. Ừ, bỏ luôn miếng bọc đi. Bọc này nó hay lắm, ê, còn lủng chút xíu lại chen đi được. Nè bỏ son luôn. Con mực con nữa kìa. Rồi, lửa. 2-3 kg mực ha. Rồi. Rồi, hai anh em về đi, để này ta lựa cho. Cái rau đất mà còn sống nữa nè. Còn sống nè. Anh em về đặt lú đi. Hai thằng kéo đáy rồi về rồi. Này chồng lửa nữa nha. Sót mực luôn. Lửa ra thành phẩm hết. Phương kêu gửi đồ đi, gửi đâu được Phương ơi. Xe thì nó nghỉ chạy rồi. Đây vậy. Nghe mũi. Còn bưu điện gửi đi từng mới tới. Gửi đồ khô được chứ đồ tươi thì đâu gửi được. Cửa hổ có xe chạy tự nhiên nó nghỉ chạy. Nói gửi cho anh Trương Sài Gòn thì có. Tôm con ra riêng, tôm bự ra riêng. Đi muối. Này hết tôm rồi, hết hết rồi. Đây, bớt tôm. Này thằng kéo lái rồi về kéo lú, ủa đi đặt lú. Đặt rồi 1-2 giờ. Này chồng lửa cọc cạch cạch như công ty. Nửa đêm à 2 giờ. Phân thì dịch. Ba bốn loại. Ê chá. Nhân ngủ cứ vô nhân ngủ hoài. Ký gửi tôm mà cả nhà. Đó rồi. Còn mới nữa rồi.
đất đất còn bành bành không. Rồi thành phẩm rồi. Ừ, này còn qua cái mực cơ mà. Ừ, mực cũng ngon. Vậy mà gửi xe đi được lên ăn tươi cối luôn cơ ơi. Cũng được. Ráng nhịn hết dịch đi. Được có tôm gì. Tổng cộng nó được 2 kg tôm nữa nha. Cái này nữa. Đâu. Hai cua gạch lòi ngoài luôn. Thật hầu hai cua gạch ngon. Hai cua gạch không có cua y. Cái này rửa đầu, muối. Rồi phi rồi, không có làm món ăn rồi. Hai kia nó về nó đặt lú nữa rồi. Không có làm món ăn cả nhà ơi. Bây giờ hai chồng xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào clip sau.